Nước mắm Hoàng gia tinh hoa đất Việt hiện có bán tại quán Ông Trẻ và các chợ Việt Nam. 281-650-4789, 281-650-4789. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Hồ Đại Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 29 tây của tháng 1 của năm 2024 và chúng ta đang xuất hiện trong chương trình 576. Đó là 576. Số điện thoại để gọi vào là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000 hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, giống như Tuấn đã nói là tháng 12 vừa qua, Trung tâm Visa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sắp xếp khoảng gần tới 45.765 cái hồ sơ để lên danh sách phỏng vấn cho tháng 1 của năm 2024. Cho nên tháng 1 bây giờ thì chúng ta có gần tới 45.765 cái hồ sơ được phỏng vấn với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây là không phải nhất thiết Việt Nam và tất cả các lãnh sự quán hoặc đại sứ quán trên thế giới. Thì bây giờ cái con số hồ sơ mà còn dồn lại sau cái phỏng vấn của tháng 1 thì người ta ước lượng gần tới 292.000, khoảng hơn 292.000 cái hồ sơ lượng. Nhớ trong cái thời điểm trước COVID thì chúng ta dồn khoảng chỉ có 75.000 hồ sơ thôi. Rồi suốt cả hơn 2 năm ấy không có phỏng vấn, nó lên tiền tới nửa triệu lượng. Và bây giờ bắt đầu phỏng vấn nhiều, không phải là 100% lại, thì nó rơi vào khoảng tháng 4 của năm 2022. Bây giờ là khoảng tháng 1 của năm 2024, gần 2 năm rồi, là chúng ta thấy nó giảm cũng khoảng gần tới khoảng 45-50% của con số gần tới nửa triệu các hồ sơ trong cái mùa COVID. Cho nên ít nhất là nếu mà muốn thấy cái trở lại khoảng con số 75.000 trước COVID thì Tuấn nghĩ còn ít nhất khoảng 2-3 năm nữa với con số nó mới giảm. Thì cái Tuấn trình bày như vậy để cho quý vị hiểu biết rằng là khi quý vị thấy cái visa bulletin phần A của tháng 2 của năm 2024, đó là cái lý do tại sao cái visa nó không có move. Tại vì cái con số hồ sơ nó dồn lại trong cái mùa COVID không có phỏng vấn, nó quá nhiều đi. Cho nên nó sẽ đứng yên như vậy hoặc nó nhúc nhích một thời gian khá lâu nữa, có thể là từ 1 cho tới 2-3 năm nữa. Bây giờ Tuấn mời quý gọi vào cho chương trình, số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000 hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com, di trú@luatsutuan.com. Tuấn có một số câu hỏi quý vị đã email vào cho Tuấn, thì bây giờ mình bỏ tí thời gian để mình trả lời cái câu hỏi của quý vị. Đầu tiên là đây là một người đang làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em ở trong nước Hoa Kỳ. Bây giờ người ta muốn hỏi, nếu mà em tôi muốn đi qua đi du lịch thì em tôi có em của tôi đi một mình vì cháu nhỏ còn đang học ở Việt Nam, rất mong được sự hồi âm của luật sư. Thì cho Tuấn nói cái Tuấn hiểu cái ý của cái câu hỏi này là đang có hồ sơ bảo lãnh mà muốn đi du lịch thì có thể được đi hay không. Thì cái câu trả lời của Tuấn cho khán giả là email cho Tuấn rất là đơn giản thôi. Có quyền nộp hồ sơ xin du lịch. Có quyền nộp hồ sơ xin du lịch, nhưng mà có hay không có hồ sơ bảo lãnh, cái quan trọng nhất là khi mình điền cái hồ sơ xin du lịch, nhất là cái DS-160 để xin phỏng vấn với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đó là cái hồ sơ xin phỏng vấn với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho là du lịch. Mình phải make sure là nó là sự thật và nó đúng. Đó. Cho dù cái dịch vụ hoặc là người khác điền đơn cho mình, nhưng mà cái đó là hồ sơ của mình vẫn có cái trách nhiệm nếu người ta điền không có đúng hoặc là không đúng sự thật, còn bị nặng hơn nữa. Cho nên tất cả các hồ sơ mà quý vị xin với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, make sure nó là sự thật và nó đúng theo cái chi tiết như vậy. Cho dù bất cứ ai hoặc là dịch vụ hoặc môi giới nào điền cái hồ sơ đó, tại cuối cùng nó là hồ sơ quý vị và nó là cái trách nhiệm của quý vị. Nào riêng biệt mình nói về cái hồ sơ du lịch,
Đây là cái loại thị thực mà nó gọi là thị thực không phải định cư, mà đòi hỏi cái sự ràng buộc ở Việt Nam. Cho nên trước khi tốn tiền bỏ thời gian để đến cái đơn này, nhớ rằng là nếu mình có cái cơ hội phỏng vấn cho cái thị thực này, được cấp cái thị thực này, mình phải trình bày cái sự ràng buộc ở Việt Nam qua cái cơ sở thương mại hoặc cái tài chính của mình. Cho nên có quyền điền, nhưng mà suy nghĩ lại là cái cơ hội có thể được cấp visa hay không. Muốn được cấp visa du lịch giống như là du học cho trẻ em thì phải trình bày cái sự giàu có, cái sự tài chính ở Việt Nam đó. Và khi mà điền như vậy phải make sure là những cái chi tiết nó đúng. Hồ sơ nếu mà hỏi có thân nhân đang bảo lãnh cho mình không, có, nhưng mà cái chi tiết đó nó không quan trọng bằng cái chi tiết giống như là mình có cái bao nhiêu thu nhập ở Việt Nam, tài sản mình giá trị bao nhiêu, trước đây mình đã đi du lịch mấy nước nào, mình đã trở về chưa. Cho nên tất cả những cái chi tiết đó nó quan trọng hơn là cái hồ sơ mình đang có, cái hồ sơ bảo lãnh, cho dù đó là hồ sơ bảo lãnh anh chị em tại cái lãnh sự quán nó cũng biết là mười mấy năm trở lên, nhưng mà đây người ta chỉ muốn đi du lịch, và nếu mà cho cái lãnh sự quán nó cấp cái thị thực cho người ta du lịch, cái lãnh sự quán, cái nhân viên của lãnh sự quán hoặc cái đại sứ quán nó phải tin tưởng rằng người ta sẽ trở Việt Nam thì cái nhân viên đó mới cấp cái thị thực. Thì khi mà muốn xin cái thị thực như vậy, trình bày cái chính là tôi đầy đủ tài sản, công ăn việc làm, không có ý định ở lại ở trong nước Hoa Kỳ. Thì nếu mà trình bày cho nó đúng và điền cho nó thấy rõ ràng, cho dù nó cấp visa thì mình qua mình về, cho dù nó không cấp visa, sau này nó không có ảnh hưởng cái hồ sơ định cư của mình. Cho nên có quyền, nhưng mà make sure nó là đúng theo cái chi tiết mà không có cái sự gì gian lận hết. Đó là một cái câu hỏi của khán giả đã email cho Tuấn. Đây là cái câu hỏi kế tiếp. Đây là một cháu qua đây tháng 9 của năm 2014, và hiện tại cháu đang ở tình trạng gọi là undocumented từ năm 2021. Mình sẽ nói chuyện về cái vấn đề undocumented một tí. Hiện tại cháu đang có cái hồ sơ bảo lãnh mẹ cháu trên 21 tuổi vào tháng 10 của, nộp vào tháng 10 của năm 2022. Cái câu hỏi của cháu là cháu có nên xin cái tax ID number không, là cái số để khai thuế, tax ID number. Bây giờ mình nói cái này một tí, tại vì cái này bây giờ nó trở lại rất là bình thường. Ok, cái chữ undocumented nghĩa là không có giấy tờ. Ok, thật ra nếu mình dùng cái chữ này thì nó không đúng theo cái tình trạng của cháu. Nếu mà cháu nói qua đây tháng 9 của năm 2014 thì mình có thể mình nói là đi qua đây có cái sự kiểm tra hay không, có cái thị thực hay không. Và nếu mà cháu qua đây tháng 9 của năm 2014, giả sử qua đi du học đi, rồi bây giờ tới năm 2021 cháu nghỉ học, cháu không phải là undocumented, cháu chỉ là vấn đề ở quá hạn thôi, ở quá hạn thôi. Undocumented, thường thường cái danh từ này trên cái mặt luật di trú là cho những cái người nào đi chui vào nước Hoa Kỳ đó. Đa số là những cái người Latino ở nam biên giới của nước Hoa Kỳ đi chui vào nước Hoa Kỳ đó. Đi chui nghĩa là không có cái sự kiểm tra. Và bây giờ mình lại bắt đầu thấy một số người từ Việt Nam bay qua Mexico rồi đi chui vào đây, hoặc là đi vào đây xin tị nạn chính trị đó. Xin tị nạn chính trị nó không phải là undocumented, đó là cái thủ tục người ta muốn xin tị nạn chính trị thôi. Còn nếu người ta không xin tị nạn chính trị, người ta chui vào, người ta không có cái sự kiểm tra, thì cái đó là undocumented. Lý do tại sao? Tại vì trên cái mặt luật di trú, một người undocumented, cái quyền lợi của người ta hoặc cái cơ hội của người ta để cho làm giấy tờ đây, nó hoàn toàn khác hết. Tuấn cho một cái thí dụ đi, là một người đi chui vào đây, ở đây cả hai vợ chồng đi chui vào đây, và ở đây có 5 đứa con sanh đẻ đây, quốc tịch Mỹ đàng hoàng hết, 5 đứa con quốc tịch Mỹ đàng hoàng hết. Rồi bây giờ con trên 21 tuổi, cho dù 5 đứa con trong quốc sanh đẻ ở đây có quốc tịch, người ta không có vi phạm hết gì hết, người ta ở đây chui hai mươi mấy năm rồi, người ta cũng không có cái cơ hội để xin thẻ sanh ở đây, cho dù con người ta trên 21 tuổi muốn bảo lãnh cho người ta. Nhưng bây giờ mình soi sẵn cái tình trạng tương đương giống như vậy, là hai cặp này không phải đi chui vào đây và đi vào đây có cái thị thực đàng hoàng, rồi sau đó sanh đẻ ở đây không có đi về, ở quá hạn luôn. Rồi bây giờ đứa con 21 tuổi lại có quyền bảo lãnh cho người ta. Đó,
bảo lãnh cho người ta. Cho nên mình muốn chỉnh lại cái chữ giống như là undocumented, tại vì theo tuấn trên cái mặt luật di trú, một người undocumented là thường thường những cái người vào đây không có cái sự kiểm tra, không có cái thị thực. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của cháu là có quyền xin cái tax ID number hay không? Nếu mà quý vị muốn biết cái tax ID number là cái gì, là như thế này quý vị, tất cả mọi người trong nước Hoa Kỳ có cái an sinh xã hội. Nếu mà mình có đi làm có an sinh xã hội, hoặc là mình có giấy tờ mình xin cái an sinh xã hội, rồi nếu mình đi làm thì cái tiền mà cái cơ sở nó giữ lại thì nó đi vào cái hũ hưu của mình, căn cứ vào cái an sinh xã hội của mình đó. Well, rất là nhiều người không có thể xin được an sinh xã hội, tại vì người ta một là ở quá hạn, hai là người ta đi vào đây không có cái sự kiểm tra, cho nên người ta không có quyền xin cái an sinh xã hội. Nhưng mà người ta vẫn làm việc, cho dù cái việc làm người ta không có được chính thức, không được chính thức đi làm, nhưng mà người ta vẫn đi làm thì người ta vẫn có trách nhiệm nha, người ta vẫn có trách nhiệm khai thuế, cho dù người ta không có quyền ở đây, không có quyền đi làm mà lại đi làm nhận cái thu nhập, thì người ta vẫn có cái trách nhiệm khai thuế. Thì làm sao người ta khai thuế? Thì người ta xin cái W-7 là cái Tax ID Number với sở thuế vụ. Thì đây cái con số của nó vẫn là 9 số, tương đương giống như số an sinh xã hội, nó chỉ khác là không phải là 9 số 0 mà cái con số bắt đầu là số 9 để người ta dùng để người ta khai thuế. Cho nên rất là nhiều người Latinos, người ta ở đây rất là lâu, người ta ở đây cho dù người ta chui vào hoặc người ta ở quá hạn, rồi sau đó người ta làm việc suốt cả cái thời gian này, nhưng mà người ta khai thuế không phải là cái an sinh xã hội, mà người ta dùng cái người ta xin sở thuế vụ cấp cho cái TIN number là Tax ID number để khai thuế. Cho nên trong cái hoàn cảnh này, nếu mà cháu ở đây quá hạn, cháu ở đây bất hợp pháp, rồi cháu đi làm, và nếu mà cháu có cái thu nhập thì trên nguyên tắc cháu phải khai thuế, thì trên nguyên tắc cháu có quyền xin cái W-7 là cái Tax ID number với sở thuế vụ nên xin cháu. Số điện thoại để cho gọi vào là số toll free 844-858-7000, hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Bây giờ cho Tuấn xin mời cô Hồng ở Garland gần Dallas lên tiếng đi cô Hồng. Dạ, xin chào luật sư. Cho em hỏi như là em qua đây du lịch, thì sau này em có thể xanh 2 năm hết hạn là hôm tháng 4 2023. Thì bây giờ 2024 này là mình đi nọt, mình thi quốc tịch có được không vậy luật sư? Ok, đây là thẻ xanh theo diện vợ chồng phải không ạ? Dạ, vợ chồng. Dạ vâng. Cho nên bắt đầu có cái thẻ xanh là tháng 4 của năm 2021, nó hết hạn tháng 4 của năm 2023. Hết hạn. Dạ, hết hạn luôn. Rồi có nộp cái 751 đúng theo cái thời hạn không? Dạ. Dạ vâng. Dạ, có, người ta gửi về cho mình 4 năm. Dạ vâng. Người ta gửi về tạm thời gia hạn cho mình 4 năm. Cho Tuấn hỏi con tiếp tục sống chung với cái người mà bảo lãnh cho mình không? Dạ con, dạ con. Dạ vâng, khai thuế chung không? Dạ con, mới mua nhà chung luôn. Dạ vâng. Và cuối cùng cái người đó có biết tiếng Anh không? Dạ biết. Dạ vâng. Ok, cô Hồng. Dạ. Ok. Còn câu hỏi gì không để cho tôi đầy đủ chi tiết để tôi trả lời cái câu thắc mắc của chị? Dạ. Ví dụ như mà mình nộp đơn là mình phải để khai, mình phải khai chứng hỏi cần chồng mình phải đi theo đi phỏng vấn luôn hay là sao luật sư? Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Ok, Tuấn có thể trả lời cho chị cúp điện thoại đi. Ok, dạ. Đây là cái hồ sơ, đây là cái câu hỏi thắc mắc về cái vấn đề hồ sơ xin nhập vào quốc tịch theo diện vợ chồng khi cái hồ sơ đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, cái 751 nó chưa có hoàn tất, nó chưa có giải quyết xong. Thì trên mặt luật, khi mình kết hôn với người chồng có quốc tịch Mỹ, mình sống chung với người ta trên 3 năm, hôn nhân của mình trên 3 năm và chồng của mình có quốc tịch trên 3 năm và thẻ xanh của mình bây giờ là 2 năm 9 tháng hoặc là 3 năm, mình có quyền nộp hồ sơ xin quốc tịch nha. Mình có quyền nộp hồ sơ xin quốc tịch. Cho dù cái hồ sơ của mình để xin chuyển cái thẻ xanh 2 năm qua 10 năm nó chưa có hoàn tất, mình có nên làm hay không thì cái đó là chuyện khác.
Nhưng mà nếu mà muốn hỏi là bây giờ tôi có thẻ xanh 2 năm bắt đầu tháng 4 của năm 2021, tháng 4 năm 2023 hết hạn rồi, tôi đã nộp cái vậy năm 1 rồi, bây giờ tôi vẫn còn sống chung, chồng tôi vẫn còn sống chung, khai thuế đầy đủ hết, thì mình có quyền nộp hồ sơ quốc tịch bây giờ, đó là 2 năm 9 tháng nếu mà chồng mình có quốc tịch trên 3 năm, hôn nhân trên 3 năm và thẻ xanh gần tới 3 năm rồi 2 năm 9 tháng. Nhưng mà đừng có quên rằng là như thế này, nó không phải là có hồ sơ quốc tịch không đâu. Khi mà phỏng vấn cho cái quốc tịch, dĩ nhiên hồ sơ thẻ xanh bây giờ nó rất là chậm. Nó có thể từ 3 năm cho tới 4 năm mới giải quyết lực. Đó là lý do tại sao mà khi mình nộp cái 751 thì người ta cho mình cái receipt để tạm thời gia hạn cái thẻ xanh của mình 4 năm. Nhưng mà cái hồ sơ quốc tịch lại khác. Hồ sơ quốc tịch bây giờ được ưu tiên giải quyết sớm nhất, có thể là 3 tháng cho tới 6 tháng ở trong khu vực Houston hoặc là Dallas. Thì 3 tháng cho tới 6 tháng. Thì bây giờ mình đủ thời gian, đủ điều kiện để nộp đơn xin quốc tịch thì mình nộp. Thì nó sẽ phỏng vấn cái quốc tịch trước khi nó giải quyết cái 751. Nhưng mà tại vì mình nộp hồ sơ quốc tịch theo diện vợ chồng thì nó không phải là cái hồ sơ quốc tịch không. Nó là sở di trú phải giải quyết cả hai là quốc tịch của mình và phải coi cái hôn nhân có phải là thật hay không và còn tiếp tục ăn ở sống chung hay không. Cho nên khi mình nộp cái hồ sơ này nhớ rằng là không phải là hồ sơ quốc tịch không, mà nó là một cái hồ sơ với cái tình trạng hôn nhân của mình để cho mình chứng minh là sự thật và còn ăn nợ nữa. Cho nên nó tương đương vừa thẻ xanh và vừa quốc tịch nữa. Cho nên khi mình đi phỏng vấn ăn văn mình phải mặn hơn một bình thường nha. Và phải chuẩn bị trình bày đây là hôn nhân thật và vẫn còn sống chung. Và chứng từ phải đầy đủ hết, mình phải cập nhật hết cho tới ngày phỏng vấn luôn. Nếu mà ông xã đi phỏng vấn được thì càng tốt thôi. Còn nếu mà ông ta không đi được thì ít nhất ông ta phải biết mình đang làm gì và ngày hôm nay mình có phỏng vấn gì. Để phòng hờ nếu mà nhân viên của sở di trú có thể gọi trực tiếp cho ông ta. Cảm ơn cô Hồng ở khu vực Dallas rất là nhiều. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 2 của năm 2024. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 2 năm 2024, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2015. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 2 năm 2020, diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 4 năm 2009. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 5 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 2 năm 2024. Và thưa quý vị, số điện thoại để cho quý vị gọi vào cho chương trình là số toll free 844-858-7000 hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Cho Tuấn trả lời một cái email mà một quý vị hỏi về cái vấn đề hồ sơ F4 và cái mặt luật C-SPA nha. Tại vì đây nó lại liên quan tới cái phần B của cái phần A của cái visa bulletin. Vừa rồi nếu mà quý vị thấy trên cái visa bulletin, phần A của visa bulletin cho biết cái ngày ưu tiên mà có quyền được phỏng vấn nha, có quyền được phỏng vấn nếu mà hồ sơ đã hoàn tất mà lên danh sách phỏng vấn là những cái hồ sơ trước ngày 22 tháng 5 của năm 2007, trước ngày 22 tháng 5 của năm 2007 cho hồ sơ anh chị em. Thì đây cái câu hỏi của một khán giả đã email cho Tuấn là đây là cái câu hỏi là như thế này. Có cái hồ sơ anh chị em F4, ngày ưu tiên là ngày 16 tháng 5 của năm 2007. Ngày ưu tiên 16 tháng 5 năm 2007. Vừa rồi quý vị thấy là bây giờ tháng 2 của năm 2024, người ta đang có quyền phỏng vấn cái hồ sơ tới ngày 22 tháng 5 của năm 2007, tới ngày 22 tháng 5 của năm 2007. Cho nên cái hồ sơ này nó bắt đầu đáo hạn kể từ ngày 1 tháng 2 của năm 2024, kể từ ngày 1 tháng 2 của năm 2024.
Hồ sơ nộp vào năm 2007 được chấp thuận vào ngày 27 tây tháng 7 của năm 2009. Nghĩa làm sao? Nghĩa là trong cái thời gian nộp hồ sơ cho Sở Di trú từ năm 2007, người ta chấp thuận năm 2009 thì được khoảng 2 năm 2 tháng 11 ngày. Đó. Hồ sơ đã hoàn tất với Trung tâm Visa cách đây khoảng 1 năm, ngày 21 tây tháng 2 của năm 2023. Câu hỏi đầu tiên là người ta phải chờ bao lâu để phỏng vấn? Câu hỏi thứ nhì là cháu nó sinh ngày 20 tây tháng 9 của năm 2002 có được ăn theo hay không? Và mình cần làm thủ tục gì để xin khóa tuổi? Ok. Tuấn cố gắng giải thích cái câu hỏi này trong cái thời gian ngắn ngủi còn lại vài phút thôi. Trước nhất là cái hồ sơ này bắt đầu đáo hạn vào tháng 2 nha. Bắt đầu đáo hạn vào tháng 2 năm 2024. Cho tới hôm nay là ngày 29 tây tháng 1 nó chưa có đáo hạn. Vài bữa nó bắt đầu đáo hạn. Cho nên khi mà đáo hạn và hồ sơ hoàn tất thì có thể lên danh sách phỏng vấn. Thì khi nào phỏng vấn thì trở lại cái phần đầu mà Tuấn nói chuyện là tháng 1 của năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên danh sách gần tới 45.765 cái hồ sơ cho phỏng vấn vào tháng 1 của năm 2024. Còn sót lại cuối tháng 1 là khoảng 292.105 cái hồ sơ. Đây là một trong cái hồ sơ mà 292.105 cái hồ sơ chờ phỏng vấn. Cho nên nếu mà bình thường không có COVID, không có bị dồn động hồ sơ này thì Tuấn có thể nói là phỏng vấn chắc trong vòng khoảng 2-3 tháng nữa thôi. Nhưng mà tại vì cái dồn động rồi, tại vì bây giờ nó có nhiều hồ sơ quá, mà nếu mà Tuấn ước lượng phỏng vấn thì đừng có ngạc nhiên là cái hồ sơ này có thể từ 8 tháng cho tới 12 tháng nữa mới phỏng vấn, cho dù cái visa nó bắt đầu đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 của năm 2024. Cái câu hỏi thứ nhì là cháu được bảo vệ hay không? Thì cái đó đơn giản thôi. Cháu nó sinh ngày 20 tây tháng 9 của năm 2002, cho nên cháu nó 21 tuổi vào ngày 20 tây tháng 9 của năm 2023. Bây giờ cháu nó mới có 21 tuổi 1, 2, 3, 4, 4 tháng thôi, cho nên cháu nó lố 4 tháng. Nhưng mà cái thời gian được cộng là 2 năm 2 tháng 11 ngày. Cho nên nếu mà mình căn cứ vào cái đáo hạn của tháng 2 này thì cháu nó chỉ có khoảng 19 tuổi mấy thôi, cho nên cháu được ăn theo. Còn cái hình thức khóa tuổi thì đã làm rồi, là nộp cái DS-260 và hoàn tất cái hồ sơ cách đây khoảng 1 năm rồi. Cho nên đây là một cái hồ sơ mà tốt, là cháu được ăn theo hồ sơ, cho dù bây giờ phỏng vấn khoảng 8 tháng cho tới 12 tháng, cái tuổi nó đã giữ lại, cháu nó vẫn được ăn theo. Mình sẽ thấy là đây là lý do tại sao mà mình hiểu về cái dồn động của cái hồ sơ và cái movement của cái visa bulletin, rồi mình có thể mình forecast dự trù cái hồ sơ thân nhân quý vị có thể phỏng vấn hoặc là bảo vệ hay không. Rất là cảm ơn quý vị đã gửi email vào và đã gọi vào cho chương trình, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày 29 tây tháng 1 của năm 2024. Rất là chân thành cảm ơn quý vị và xin tạm hẹn và tạm biệt cho quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.